Nhà Phật chỉ ra dấu hiệu của người kiếp trước sống hiền đức, kiếp này hưởng phúc báo đời đời. Theo luật nhân quả của Phật giáo, nếu kiếp trước có người chăm làm những việc thiện, thì kiếp này sẽ được hưởng phúc báo hơn người khác. Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết người được hưởng phúc báo từ việc tích đức trong kiếp trước. 1. Tôn kính Phật. Phật ở trong tâm, nhưng người thường xuyên đi chùa cũng chưa chắc là người tu. Người thấu hiểu Phật Pháp không biểu hiện ở bên ngoài, mà chính là ở trong tâm của họ. Người nào trong tâm có Phật, luôn hướng về Phật, sống theo lời Phật dạy, chính là có duyên với nhà Phật, được hưởng phúc báo đời đời. 2. Tin vào luật nhân quả. Ở đời có vay, có trả. Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Người được hưởng phúc báo là người luôn tin tưởng vào gieo nhân nào, gặt quả nấy. Vì thế, họ sẽ sống lương thiện và hành xử đúng với đạo trời. Kiểu người này trong tâm luôn ẩn chứa thiện niệm. Nhờ thế, họ không chỉ tích đức cho bản thân mà còn cho con cháu, luôn được hưởng phúc dày lộc lớn. 3. Mang vận mệnh cho người khác. Dấu hiệu nhận biết của người có phúc báo đó là người này đi đến đâu cũng giúp mang lại may mắn cho người khác. Họ như quý nhân, tự bản thân tỏa ánh hào quang vô hình. Chẳng hạn, khi người đó đi vào mua hàng, cửa hàng này sẽ bỗng nhiên rất nhiều khách đến mua. Có thể lý giải do người này đã mang phúc báo của bản thân cho người chủ cửa hàng. Ở đời này, nếu kết giao được với những người có phúc báo dày, thì chúng ta cũng được hưởng phúc lây, đổi vận mệnh. 4. Hóa giải mọi kiếp nạn. Người nào kiếp trước ăn ở, đức độ, tâm mang thiện niệm, thì kiếp này được hưởng phúc lớn. Do đó, họ đi đâu, làm gì cũng sẽ tránh được những tai nạn bất ngờ. Nếu trên một chuyến xe gặp tai nạn, người khác có thể bị thương, thậm chí tử vong, nhưng người này lại bình an vô sự, hoặc chỉ say sát nhẹ, thì đó chính là dấu hiệu của người có phúc tích lũy được từ kiếp trước. 5. Ngoại hình xinh đẹp. Có câu tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển, nghĩa là người nào tâm nghĩ điều tốt lành thì ngoại hình sẽ phúc hậu xinh đẹp, càng nhìn càng thấy có thiện cảm. Vậy nên người có ngoại hình xinh đẹp chắc chắn do kiếp trước họ tu dưỡng đạo đức tốt. Nếu kiếp này bạn làm việc thiện, kiếp sau bạn sẽ có ngoại hình đẹp đẽ. 6. Buông bỏ dục vọng. Người sống và làm việc theo giáo lý nhà Phật chính là người biết vứt bỏ những dục vọng thấp hèn. Theo lời Phật, người nào chưa dứt đoạn tự ngã, tình ái thì sẽ khó mà nhập cảnh giới khiết tịnh. Nguyên nhân khiến con người đau khổ là do theo đuổi những thứ sai trái. Những hành động cố chấp ngày hôm nay có thể khiến ngày mai phải hối hận. Chừng nào nội tâm của con người chưa vứt bỏ được dục vọng xấu xa, thì chừng đó chưa thể an yên tịnh độ. Người có thể buông bỏ được dục vọng chính là có duyên với nhà Phật. 7. Luôn gặp được quý nhân. Khó khăn, thử thách là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Có người loay hoay mãi cũng không vượt qua được, thậm chí gục ngã, buông xuôi. Ngược lại, có người dù khó khăn, thử thách thế nào cũng vượt qua được. Nguyên nhân một phần do chính bản thân họ cố gắng, nỗ lực. Hơn nữa, họ luôn gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ bất cứ lúc nào. Thậm chí, ở những tình huống bất ngờ, người như vậy chính là được hưởng phúc đức từ kiếp trước. 8.
có vợ, có chồng tốt. Nhân duyên vợ chồng đều do duyên nợ từ kiếp trước mà thành. Theo đó, người kiếp này gặp được tí trung nhân, hết lòng vì họ cũng là bởi họ được hưởng phúc do tích đức trong tiền kiếp. Có thể ở kiếp trước, người vợ hoặc người chồng có nợ ân tình với bạn, nên kiếp này nên duyên để trả món nợ đó. Con người do kiếp trước hành thiện giúp người nên kiếp này được báo đáp, hưởng phúc dày. 9. Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang, hiếu thảo. Giữa con cái và cha mẹ phải có duyên từ kiếp trước thì kiếp này mới được là người thân cùng nhà. Người nào tu thân tích đức từ kiếp trước giao thiện duyên thì kiếp này được hưởng quả ngọt. Nhờ đó, ở kiếp này họ sẽ sinh được nhiều đứa con ngoan, giỏi giang, khỏe mạnh, có hiếu với cha mẹ. 10. Gặp gỡ nhiều bạn tốt. Gặp được những người bạn tốt, luôn hết lòng vì mình là điều ai cũng mong muốn. Thế nhưng không phải ai cũng có diễm phúc ấy. Người nào kiếp này gặp khó khăn, luôn được bạn bè sẵn sàng giúp đỡ, tương trợ là họ được hưởng phúc báo từ kiếp trước, chứ không phải ngẫu nhiên mà có được. 11. Tâm thái bình an. Con người dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh mà mất đi phương hướng. Người nào càng nhiều tham vọng sẽ càng dễ phiền não, không cảm nhận được niềm vui đích thực của cuộc sống. Người nào luôn coi nhẹ mọi sự trên đời, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, sẽ luôn thấy thoải mái, sống an yên, hạnh phúc. 12. Luôn bao dung với người khác. Sống ở đời, người biết yêu thương những người yêu thương mình và bao dung cả những người đối lập với mình, đó là người có lòng từ bi. Người con của Phật luôn rộng lượng, từ bi với người, với đời. Đối mặt với cái sai của người khác, họ không sân si mà dùng cái tâm bao dung để cảm hóa. Người làm được như vậy thì cuộc sống luôn hạnh phúc tràn đầy, cuối đời được hưởng phúc báo. 13. Tin vào những điều tốt đẹp. Người nào trong tâm luôn tin vào những điều tốt lành cũng là do tiền kiếp họ đã tu nhân tích đức, tâm niệm quyết định con đường phía trước của cuộc đời mình. Lúc khó khăn, đau khổ, nếu con người có niềm tin vào tương lai, biết khó khăn chỉ là nhất thời, tương lai tốt đẹp sẽ nhanh đến thôi. 14. Biết kiềm chế. Biết cách kiềm chế, luôn bình tĩnh trước mọi sự việc xảy ra trong đời chính là thấu hiểu. Biết cách kiềm chế, luôn bình tĩnh trước mọi sự việc xảy ra trong đời chính là dấu hiệu của người có duyên với nhà Phật. Con người nếu biết kiềm chế, vượt qua mọi đau khổ thì nay mai sẽ hưởng quả lành. Nên cảm ơn những nghịch cảnh ở đời, vì nhờ đó mà bản thân được rèn luyện, tâm ta đến gần với Đức Phật hơn. 15. Làm gì cũng thành công. Người đi đâu làm gì cũng gặp may mắn, vạn sự hanh thông, như được trải thảm sẵn chỉ việc bước đi, chính là người có phúc báo. Có thể trong tiền kiếp họ đã tích đức nên kiếp này mọi việc đều thuận lợi, làm gì cũng thành công. Vậy mới nói tài giỏi thôi chưa đủ, phải có phúc thì mọi sự mới thành. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho bạn bè và người thân. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và có một cuộc sống thật an vui.